Thì vậy thì phải làm gì để con phát triển chiều cao tối ưu? Vâng, đây là một cái vấn đề chắc là cái mối quan tâm rất là nhiều 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 mẹ quan tâm đến cái vấn đề này. Làm gì để con mình cao lên? Làm gì để con mình sau này cao như vận động viên bóng rổ chẳng hạn? Vâng, thì dựa vào các cái yếu tố ảnh hưởng thì Minh Chiết sẽ đưa ra một số cái cách mà các mẹ có cái nguyên tắc chung thôi ạ, để mình có thể giúp con phát triển chiều cao tối ưu. Thứ nhất đó là về liên quan vấn đề dinh dưỡng, vì như Minh Chiết có chia sẻ là 32% chiều cao của bé quyết định do dinh dưỡng. Vì vậy cái vấn đề dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất để quyết định chiều cao của một con người. Thì để mà giúp cho con bạn có chiều cao tối ưu thì phải xây dựng được một cái thực đơn dinh dưỡng khoa học. Và thực đơn dinh dưỡng như thế nào là khoa học ạ? Khoa học thì nó đơn giản rằng là nó phải vừa đủ, đủ ở đây vừa đủ và cân bằng, tức là cái gì nhiều quá cũng không tốt, và nó phải cân bằng đủ bốn nhóm chất lipid, protein, glucid chẳng hạn. Và mình phải cân bằng giữa các nhóm chất. Và thứ hai là mình sẽ phải ưu tiên những cái thực phẩm liên quan đến rau xanh, là mình sẽ để ở cái tháp dưới cùng á, là số lượng sẽ nhiều nhất. Thứ hai là mình sẽ ưu tiên những cái sản phẩm từ trứng, từ sữa đó, từ trứng, từ sữa, từ thịt, đó là những cái dịch, những cái thức ăn mà nó có nhiều canxi, nhiều vitamin D3, vitamin K2 chẳng hạn. Và giữa cái tháp này, tháp dinh dưỡng này, các mẹ lưu ý là mình hạn chế những cái thực phẩm chế biến sẵn, những cái thực phẩm mà giàu dầu mỡ chế biến sẵn như bánh snack, những cái bánh ngọt đó, thì mình sẽ hạn chế cho bé. Thì thực đơn dinh dưỡng khoa học là gì ạ? Thứ nhất, nó là phù hợp với cái bé đó, bé phải thích, phải đam phải phải thích ăn cái thức ăn đó, ăn là một cái sở thích của bé. Thứ hai là mình phải cân bằng giữa các cái nhóm chất. Thứ ba là mình phải hạn chế những cái thức ăn giàu dầu mỡ, giàu quá nhiều dầu mỡ, hoặc những thức ăn sẵn cho bé. Cái thứ hai để quyết định làm cho con phát triển chiều cao tối ưu đó liên quan đến giấc ngủ của bé. Vâng, cái giấc ngủ này thì nó tại sao nó lại cái giấc ngủ nó lại chiều là một cái chìa khóa vàng giúp tăng trưởng chiều cao, thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái việc tăng trưởng chiều cao của bé, của một con người ấy, thì nó sẽ quyết định bởi một cái hormone gọi là hormone GH, tức là growth hormone ấy ạ. Vâng, hormone GH, thì cái hormone GH này nó sẽ quyết định toàn bộ cái quá trình tăng trưởng, về nó sẽ là một cái hormone từ tuyến yên, nó sẽ là như một cái chìa khóa, nó kích hoạt cái sự phát triển của xương và của cái cơ thể của một con người đó. Thì khi mà vào giấc ngủ thì người ta thấy rằng khi mà vào buổi tối khi ngủ ấy ạ, đặc biệt là lúc 23 giờ đến lúc khoảng 24 giờ, thì lúc đấy là cái hormone GH nó sẽ tăng lên gấp 4 lần so với ban ngày đó. Thì vì vậy khi mà bé ngủ sớm, bé ngủ đúng giờ, thì lúc đấy là cái thời điểm hormone GH nó tiết ra cao nhất, thì lúc đấy cái sự tăng trưởng phát triển chiều cao của bé nó sẽ được tối ưu nhất đó. Đấy là vấn đề tại sao mà các mẹ phải cho bé ngủ đủ giấc và đúng giờ, không nên cho bé ngủ quá muộn. Vâng ạ. Và cái một nghiên cứu mà Minh Chiết cũng cũng vừa tham khảo được, đó là gần 90% quá trình phát triển chiều cao của bé nó liên quan đến vấn đề trong trong cái giai đoạn mà bé 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 đi ngủ đó. Nên là các mẹ có con nhỏ hãy lưu ý rằng ngoài dinh dưỡng thì cũng phải cho bé ngủ được đúng giờ và đủ thời gian, đó rất là quan trọng. Vấn đề thứ ba đó là liên quan đến vận động, tức là vận động thì như Minh Chiết có chia sẻ, nó quyết định đến 20% cái việc tăng trưởng chiều cao của bé đó. Thì cái việc vận động này nó sẽ kích thích cơ thể, tăng cường quá trình khoảng hóa xương, kích thích quá trình phát triển của sụn đó, rồi xương xương đầu sụn chẳng hạn đó. Thì cái vận động này sẽ quyết định được cái về vấn đề liên quan đến về tăng trưởng chiều cao. Thì rất là nhiều mẹ khi mà mình thích tư vấn thì thấy rằng là cái vấn đề liên quan đến cho bé xem tivi, xem điện thoại quá nhiều, hoặc là trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà dịch Covid thì các bé thường sẽ phải ở nhà chẳng hạn đó, thì mình cũng sẽ phải 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 sắp xếp để tăng cường kích hoạt cái quá trình vận động cho con, giúp bé con thoát khỏi tivi hoặc là những cái chương trình điện thoại. Thì đấy là những cái yếu tố mà giúp để tối ưu chiều cao hóa cho con. Đầu tiên là vấn đề dinh dưỡng ạ, đó, cân bằng đầy đủ. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến giấc ngủ cho bé, mọi người cho bé ngủ sớm, ngủ đúng giờ, đó, đủ thời gian. Và cuối cùng đó là liên quan đến sự vận động tích cực của bé, vận động rất là quan trọng, chiếm đến 22% cái yếu tố phát triển chiều cao cho bé.